Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và mọi người ơi, hôm nay thì anh em mình đang đến với một cái thành viên. Wow, một cái thành viên rất là VIP thuộc hệ Macaron ha. Đây, hôm nay thì anh em mình sẽ thử cho cái bé yêu này. Mình sẽ mang cái con này đi quậy cho các bạn xem nha. Rồi, đầu tiên thì đây chúng ta sẽ nâng cấp cho cái bé này lên level nha mọi người. Ui, chà, vuốt ve thử cái thành viên này coi. Con này thì nó có một cái tuyệt chiêu rất là đặc biệt mà mình cũng rất là thích. Đó chính là tuyệt chiêu quýnh sông chạy. Ngoài sở hữu cái chiêu đặc biệt của dòng họ Macaron thì bé này còn thêm một cái khả năng rất là bá đạo và đặc biệt. Wow, vuốt về nó cái là giống như có nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện vậy. Ôi, và đây là level 8 của chú ấy đây. Anh em mình cho con này chắc cũng được lên tầm khoảng level 20 chứ hả. Wow, cố lên, cho lên nóc nhà luôn. Rồi, tầm khoảng 20 ha mọi người. Đó, rất là cute. Đổi tên cho bé yêu này liền. HNT Channel, YouTuber nhỏ bé. Rồi, và sau khi mà bế được cái thành viên này về thì anh em chúng ta cũng sở hữu thêm một cái thành viên nữa. Đó chính là thuộc dòng họ. Wow, anh em mình sở hữu thêm một cái thành viên khá là bá đạo nữa. Đó chính là nhân vật Heroic Girl các bạn ạ. Đây, được nhận free. Đó, nhận free một em hen. Wow. Rồi, con này hiện tại là giờ nó ở đâu ta? Rồi, anh em mình đã được một bộ rồi nha mọi người. Ở đây là bộ này là bộ Titan. Titan này anh em mình mới có một con thôi. Mình còn thiếu 3 con nữa. Đó. Ok, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ mang thử cái con. Ui cha, cái bé yêu thuộc dòng đó là Vam. Để mình đi kiếm nó coi. Đây, anh em mình đi up luôn cái con Macaron Gold này nha mọi người. Wow, anh em mình sẽ có thêm một cái thành viên khá là bá đạo nữa đây. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái sự kiện. Hiện tại đang còn có một cái sự kiện, đó là sự kiện đảo lưới nha mọi người, Maze Aslan. Và các bạn ơi, những cái sự kiện mới thì anh ta sẽ đều cập nhật trên cái trang web của mình là trang hntchannel.com nha. Rồi, sự kiện đây. Và sắp tới thì sẽ đến với cái sự kiện của đua Heroic, sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 6 giờ nha các bạn. Rồi, bây giờ thì nên chúng ta sẽ đến với cái sự kiện Maze này xem nhẹ thử một cái nha. Wow, còn có mười mấy tiếng nữa là hết rồi. Hết sự kiện này thì chúng ta sẽ đến với sự kiện Heroic luôn. Wow, ở đây các bạn sẽ thấy được những cái điểm coi nè. Các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm để đưa những cái thành viên về. Những cái sự kiện của Heroic thì những cái sự kiện của Dragon City thì chúng ta sẽ đều cập nhật trên cái trang web của mình nha. Đó, các bạn cứ việc vào trang xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi quậy nhẹ một chút xíu. Mình hiện tại đã còn là 660 điểm. Bây giờ mình đi cày thêm điểm đi. Đó, tại những cái bé rồng ra là chúng ta sẽ được thêm nè. Wow, còn cách kiếm điểm nữa là nên chúng ta sẽ chiến đấu trong cái khu vực list. Đây, trận này thì anh em chúng ta sẽ đến với thành viên Legend. Đó, hệ farm của anh em mình đâu rồi? Đây, level 20 các bạn ơi. Wow, con này mình nâng lên chứ cũng được tầm 30 ha, 30 cũng được đấy. Thôi nhưng mà mình để dành thức ăn mình nuôi cái con này các bạn. Đó, mình để dành mình thức ăn mình nuôi cho cái con này nó lên max level 70. Rồi, let's go. Wow, ca này thì chúng ta sẽ đến với ôi, bé này cũng được 5 sao chứ hả? Không phải dạng vừa đâu. Wow, ngon lành cành đào luôn. Ui, ca nó thi triển chiêu quýnh xong chạy xong nó trốn luôn các bạn ơi. Trốn luôn mà nó không chịu ra nữa. Nó sợ ra là nó bị người ta bế cho nên nó là. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ xài tới thành viên này đi. Vô kèo ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ ngó sơ nhẹ cái. Ui chà. Wow, gắt dữ luôn các bạn. Ôi, con này nó tới 5 sao rồi mà level của chú ấy đang là 40. Rồi, pha này là anh em mình quýnh hết sức cẩn thận nha các bạn. Wow, victory nha. Rồi để thêm 6 viên game nữa. Đó, tới công chuyện luôn. Đây, một thành viên mà mình cũng rất là mê. Cái này thì đã được 5 sao rồi. Ui, và đây là nhân vật Heroic các bạn à. Một trong những dòng cực mạnh. Con này thì Legend Daisy 5 sao. Con này nó còn mạnh dữ hơn nữa. Đó, nhưng mà những thành viên này thì dường như không có bé nào chịu nổi sức sát thương đến từ nhân vật Macaron của anh em mình hết ha. Đó, đây mình còn gẹo được tầm khoảng 2 hiệp nữa nha. Wow. Rồi, tới công chuyện luôn. 4 sao, ôi ôi. Cái rồng đá này có bộ hơi bị đỉnh đây. Lắm. Victory. Rồi, ổn luôn mọi người ơi. Đây rồi, ca này thì là dòng Legend và tên bạn thì được 4 sao. Wow, 3 sao luôn. Còn hàng siêu VIP không. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh này đừng quên để lại cho HNT một subscribe nha. Wow, mọi người nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha. Để HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Ok, ngon lành. Rồi, bây giờ thì nên chúng ta sẽ ngói sơ nhẹ ra. Rồi, lần này anh em mình sẽ đến với cái khu vực nữa, đó là cái khu vực Arena ha. Ui, hiện tại thì bé này hiện tại đang là level 68. À, và mình nhớ không lầm là mình còn mấy cái rương thức ăn. Hình như là mình còn mấy cái rương thức ăn thì phải. Để mình đi kiếm coi. Wow, rương hoặc là thức ăn thì nó sẽ là cái này đúng không? Này là rương. Không phải rồi. Không phải luôn. Đây là trứng rồng. Wow. Đó là cái nào ta? Anh ta nhớ là anh ta có vài cái thức ăn đó các bạn. Để mình đi kiếm coi. Mình mở mấy cái đó ra thì nay chúng ta sẽ được khoảng thức ăn để mình cho rồng nó ăn lên level. Wow. Không thấy luôn anh em ơi. Cái rương nó trốn mình kỹ quá. Đây toàn là đồ chơi. Hôm nay là mình chơi game lâu lắm rồi cho nên mấy cái món này HNT có nè, nhưng mà mình không có lôi ra ngoài ấy. Mình không có lôi ra ngoài mình xay á. Còn mấy các bạn ấy thường là mấy bạn sẽ lôi mấy cái này ra ngoài để xay nè các bạn. Wow. Đủ các kiểu hết luôn. Mình nhớ là mình có mấy cái rương ăn mà mình không biết nó là cái nào ấy. Không phải. Mình đi xây dựng không phải luôn. Cái này hả ta? Cái này là mấy cái cột trụ để xây thôi. Vẫn không biết nó là cái nào. Rồi, tiếp theo sẽ là cái này là xác. À, môi trường sống. Đây là rồng. Hết rồi. Ôi kìa là không có rồi hả ta. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là cái khu vực Arena đi ha. Tưởng đâu có thì anh em mình mở vài chiếc rương ra để sẵn nâng cấp lên cho rồng rồi. Ui cha, thành viên này mạnh dữ. Như mọi người đang trông thấy thì bé này hiện tại là level 50. Wow, rất là gắt luôn. Rồi, đến với mục tiêu của wow. Rồi, cố lên anh em ơi. Pha này thì anh em chúng ta sát thương được x2 nè. Ui, căng dữ ha. Lắm. Wow, victory luôn. Ôi, anh em mình mới có được cái chữ A thôi các bạn. Anh em mình còn một bậc nữa ha. Max chữ A cộng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cưa nhẹ với đầu tiên là giảm máu trước đi ha. Wow, sau khi mà giảm máu xong rồi thì nên chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của đó, rồng lửa. Ui, tới công chuyện luôn. Lốp 154.000. Ui, mình không nghĩ là cái lượng đam của anh em mình lại gắt đến vậy luôn á các bạn. Rồi, sát thương được x2 luôn nè. Ôi, một chút xíu nữa thôi. Qua cửa nha. Victory. Ôi, quá tuyệt vời mọi người ơi. Rồi, và anh em mình đây đang có được một cái chiếc rương may mắn nha. Đó, một cái phần thưởng rất là đặc biệt và thú vị. Wow, được 488 orbit của dòng Legend. Ôi, 70, 60 và 45. Thôi đội hình này mình hốt hay là mình né đi ta. Thôi, mình né đi các bạn ơi. Này hơi chua. Ôi, tên bạn có một con Macaron nữa rồi. Rồi, chiến luôn. Đây, vị trí này thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ sát thương x2. Đó, 40 này thì ok, mình lụm được luôn ấy. Nhưng mà lượng đam của mình thì mình nhớ không lầm là mình không lên nổi tới 80 mấy đâu. Đây, cưa nhẹ cái trước. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử coi lượng đam của mình sẽ được là bao nhiêu nha. Cái tuyệt chiêu mặt rồi, 80, 81. Rồi, x2 thì ôi, không nổi các bạn ơi. Tính toán đủ các kiểu rồi, nhưng mà pha này là mình cưa không nổi. Wow, 198 luôn. Ghê thiệt. Lắm. Ôi, victory ha. Ôi, quá tuyệt vời. Wow, 45, 45, vẫn là 45. Rồi, ở đây thế chạy sát thương x2. Đó, anh em mình giảm sát thương, giảm máu tên bạn trước, rồi mình vẫn cho các thành viên này ăn cho nó sớm lên chữ nha. Nếu như mà các bạn lên được đó là hạ được 250 mạng thì chúng ta sẽ được đó là lên được cái thành viên này là max với A+ nha. Lốm vẫn thiếu các bạn ơi, gặp mấy cái con mạnh đó là dường như anh em mình đam nó không có gắt lắm. Với lại cái thành viên này chắc mình sẽ cho nó đi luyện chiêu đó các bạn. Sau khi mà nó luyện chiêu lên thì nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Wow. Rồi, còn bây giờ thì sao đây? Bế tên bạn luôn. Victory. Wow, 61, 55 và vẫn là 60. K này cũng được. Đây, pha này cũng ổn nè mọi người. Sát thương anh em mình x2 xem. Đó. Ui, mình 68, con này thì nó 61. Ui, ngon lành. Lắm. Ôi, mình cân luôn nổi con thứ ba không nhỉ? Ôi, lại thêm một lượt đánh nó luôn rồi, thôi rồi. Nó thêm lượt đánh luôn mới ghê đó chứ. Ca này thiệt tình là mình chưa tính nổi luôn. Và bây giờ thì nay chúng ta sẽ nhờ đến thành viên này đi. Wow, victory nữa ha. Anh em còn được một hiệp nữa luôn các bạn ạ. Lần cuối cùng này cái bộ hơi chua nha. Level 70, 3 con. Pha này thì thấy là hơi gắt đó mọi người. Ôi, để xem coi anh em mình gồng qua nổi cái mùa trăng này hay không nha. Đây, sát thương x2 203. Rồi, và bây giờ thì sẽ đến với thành viên rồng lửa. Wow. Rồi, sát thương này sẽ là bao nhiêu đây? Ôi, 241.000 mọi người ơi. Đam này thì quá tuyệt vời rồi. Rồi, hai thành viên level 70 đã được đưa về vùng bình yên ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái thành viên này đi, hút máu liền. 95. Đây thì mình cưa nhẹ thêm một cái nữa đã. Dốc. Wow, win nha mọi người. Anh em mình sau một hồi là chiến đấu nhiệt tình thì cũng được gọi là win toàn tập. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ nói sơ nhẹ nữa coi. Ôi, lượng vàng của mình hiện tại đang là 55 ha. Quá cho nên nó là vàng của mình ít sinh thần. À mà quên nữa còn cái sự kiện này nữa. Sự kiện này thì anh em mình cần phải đưa cái thành viên gì về, quên mất chiêu rồi. Đây, con này là xong rồi, tới con R. Con R này thì wow. À anh em mình đưa đi lấy cái chìa khóa đi, giải cứu con tiếp theo. Chà, hên mở ra tiếng Anh nữa nè. Hồi 230 ở chi là được khoảng 2 triệu mấy. Mình ra mình nâng cấp cho cái con kia nó lên level 70 luôn là ngon lành. Rồi tiếp theo thì nay chúng ta sẽ được một cái chiếc chìa khóa màu xanh nha. Thì giải cứu thêm một thành viên nữa. Up hơn. Ôi, nay mình bị thiếu điểm rồi. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.